Và kính thưa quý vị, trước khi xin với một bản tình ca mà Quang Hiểu đã hát tặng cho quý vị chúng ta trong buổi chiều hôm nay, sau đây xin được trân trọng kính mời một tình cảm nữa đến từ Trường Sa bước lên sân khấu để hát tặng cho quý vị chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Alo, lời tôi điên cho nên gửi đến các ông bà, cô chú và bà nam nữ thanh niên trong lượt trường này lời chào trân trọng nhất, và đến với ngày hay vui của hai em thì không còn gì hơn, và xin gửi tới tất cả mọi người trong hội trường này một ca khúc Anh Ba Khía, xin mọi người cùng lắng nghe. Đời của tôi biệt chắn anh Ba Khía, dòng nơi ruộng đồng về hương có dòng sông, miền Tây dùng đất phù xưa, mơ người còn đâu nữa.
đông sân trường. Hành lang ấy xa xa, xa bước chân người. Bản thân hơi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhẹ, nhành hoa thắm chưa chịu tay tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường, sao nghe vẫn vừa.